Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Vẫn còn nhiều vi phạm bến bãi chưa được xử lý triệt để. 99% doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng. Nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nhãn ở huyện Khoái Châu. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 và nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 15. Đến dự hội nghị, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 161 điểm cầu của các xã, phường, thị trấn. Từ năm 2019 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động xây dựng quỹ vì người nghèo được trên 135 tỷ đồng, quỹ phòng chống dịch COVID-19 được trên 150 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm, thiết bị y tế. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 1.700 căn nhà tặng người có công, hộ nghèo. Các tầng lớp nhân dân tích cực hiến kế, hiến công, hiến đất làm đường, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận được phát huy hiệu quả. 6 tháng cuối năm và những năm còn lại của nhiệm kỳ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trọng tâm là tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Từ nay đến cuối năm, tập trung quyết liệt cho công tác cải cách hành chính, quản trị hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án đầu tư, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được giao, bảo đảm an sinh xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Hoạt động vừa có tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, vừa tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Trung ương phát động, vừa có cách làm sáng tạo riêng. Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên có cách làm hay trong vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát phản biện xã hội của mặt trận tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực, vụ việc có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân, chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị không bị chi phối tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức cá nhân nào trong quá trình giám sát phản biện xã hội. Sau khi Ban Bí thư ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận tỉnh cần tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện ngay. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên làm nòng cốt để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ cán bộ mặt trận trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mỗi cán bộ mặt trận không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trách nhiệm tận tụy, tâm huyết với công việc mà còn phải hoàn thiện phương pháp công tác gần dân, lắng nghe, phân tích tổng hợp ý kiến của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và mong đồng chí cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian tới
tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để hệ thống mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Hưng Yên hoạt động hiệu quả hơn nữa, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tới đây cũng như là một số các nhiệm vụ trọng tâm, tuyên truyền ổn định tình hình nhân dân, nhất là ở các vùng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hay là vận động nhân dân, bà con tôn giáo tham gia các cái chương trình mục tiêu phát triển như là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hay là các chương trình về bảo vệ môi trường cũng như là các chương trình về giảm nghèo bền vững được triển khai trên địa bàn tỉnh của chúng ta. Thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung giám sát thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, phối hợp tham gia hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành chức năng và các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban công tác mặt trận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tiếp tục tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và thực hiện tốt công tác tiếp dân, kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên và đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trước đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo của huyện Tiên Lữ, tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho 3 hộ gia đình người có công và hộ nghèo, trị giá mỗi nhà 80 triệu đồng. Tặng quà cho 30 gia đình hộ nghèo. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến tặng quà cho ông Nguyễn Văn San, thương binh loại 2 ở thôn Phượng Tường và bệnh binh loại 2 Lương Xuân Ngưng ở thôn Linh Hạ cùng ở xã Nhật Tân. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản được đảm bảo. Các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo kế hoạch đề ra. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp cơ bản nghiêm túc và chưa phát hiện có tiêu cực. Đáng chú ý, ngày 10 tháng 6 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định số 455 thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để thảo luận làm rõ về các vấn đề công tác quân sự quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác cải cách tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra kiểm tra, giám sát. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh nhấn mạnh một số hạn chế cần khắc phục, đó là việc nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình vi phạm, phạm tội có nơi, có lúc chưa kịp thời, tiến độ giải quyết một số vụ việc trọng điểm, án phức tạp còn chậm. Tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án đạt thấp do tác động của dịch bệnh COVID-19, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra nội bộ về phòng chống tham nhũng chưa sâu sát và chưa thường xuyên. Công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng chống tham nhũng hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, công chức và người dân. Trong một số trường hợp, việc cung cấp thông tin về các vụ án, vụ việc tham nhũng chưa đầy đủ, kịp thời. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở
tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương cũng như là của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong đó các cơ quan nội chính phải nắm chắc và thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của mình, gắn kết chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh trật tự với thực hiện mục tiêu là phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương và gắn với triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh kịp thời những hành vi tham nhũng tiêu cực, xử lý đồng bộ kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và kỷ luật bằng các biện pháp hình sự đối với những người vi phạm, với tinh thần là không có vùng cấm, rồi không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và chúng ta đặc biệt một cái vế rất là quan trọng mà hội nghị tổng kết 10 năm về công tác phòng chống tham nhũng cũng đã nêu, đó là không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân các huyện Văn Lâm và Ân Thi đã tổ chức khai mạc kỳ họp giữa năm nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm. 6 tháng đầu năm, huyện Văn Lâm thu ngân sách trên 1.700 tỷ đồng, đạt 65% dự toán cả năm, triển khai giải phóng mặt bằng cho 55 dự án, tập trung thực hiện hai chương trình trọng tâm của huyện là xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, thực hiện kế hoạch số 93A chưa đạt mục tiêu đề ra, chậm hoàn thiện phương án dồn thửa đổi ruộng, tỷ lệ mất cân bằng giới tính còn ở mức cao. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Tiến đề nghị thời gian tới huyện Văn Lâm cần đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4, đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp hiệu quả thực hiện chương trình phát triển đô thị, chú trọng tính phản biện trong việc lập quy hoạch, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, tăng cường công tác giám sát, nhất là đối với việc thực hiện các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 8. Tự kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân huyện Ân Thi có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm, huyện Ân Thi đạt nhiều kết quả nổi bật, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 200 tỷ đồng, đạt trên 120% kế hoạch tỉnh giao. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường duy trì ổn định, nhiều xã thị trấn không để phát sinh vi phạm. Các dự án đầu tư xây dựng đã cơ bản hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ với tổng số tiền trên 580 tỷ đồng. Sau tháng cuối năm, huyện tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như tập trung nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các xã thị trấn trong việc quản lý đất đai, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng, xây dựng cơ bản, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động bãi tập kết cát trên địa bàn huyện Kim Động và Khói Châu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ các bãi tập kết cát vẫn để tình trạng bãi tập kết quá cao so với quy định. Một số bên bãi hết hạn giấy phép kinh doanh, hệ thống thu gom nước thải và công tác bảo đảm vệ sinh môi trường chưa được thực hiện theo cam kết. Việc tập kết cát ở các bãi cát gây ảnh hưởng đến sự an toàn của hành lang thoát lũ. Một số bãi cát sản lượng vị trí tập kết không phù hợp với mặt bằng đã được thỏa thuận, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão, nước sông dâng cao, tình trạng tàu thuyền neo đậu, cầu cảng, khai thác còn nhiều bất cập. Các bến cách ngang sông cần đảm bảo đầy đủ thiết bị an toàn cho hành khách. Đoàn đã đi thị sát tuyến đường tỉnh 380 mà thời gian qua, nhân dân phản ánh nhiều về việc xe quá tải trọng trốn trạm thu phí đi qua, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, kiểm tra việc trực chốt trạm cân tải trọng của lực lượng thanh tra và công an đặt trên tuyến đường tỉnh 379. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các bãi tập kết cũng như hoạt động khai thác phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật. Việc hoạt động của các bãi tập kết khác có vai trò quan trọng trong cung ứng vật liệu xây dựng, san lấp phục vụ nhu cầu phát triển. Tuy vậy, sẽ không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ. Nếu chưa hoàn thiện các thủ tục, các yêu cầu theo quy định thì phải tạm dừng hoạt động để bổ sung. Trên các tuyến đường D, các bến bãi, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát để có biện pháp xử phạt nguội xe chở quá tải trọng.
Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên tăng tới 14 bậc, vươn lên vị trí thứ 39 trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc, nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 125, phấn đấu năm 2022 với mục tiêu lọt vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế khá. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu năm 2022, điểm số PCI sẽ tăng từ 1,6 đến 2,5 điểm so với năm 2021, trong đó tập trung chỉ đạo cải thiện, nâng cao những chỉ số tăng điểm và khắc phục cải thiện mạnh mẽ các hạn chế của 6 chỉ số giảm điểm năm 2021, gồm chi phí gia nhập thị trường, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Để đạt mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị, đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, minh bạch, công tâm, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, quyết liệt đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 4 và thanh toán không dùng tiền mặt, khẩn trương tích hợp thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp cải thiện từng chỉ số thành phần, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để đạt kết quả tốt. Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, thời gian qua Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn. Nhờ đó hiện đã có 99% doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng. 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu nội địa đạt trên 23.900 tỷ đồng, đạt trên 150% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng trên 300% so với cùng kỳ. Đây là năm có số thu 6 tháng đạt cao nhất so với dự toán và cùng kỳ. Số thu đạt cao so với dự toán và cùng kỳ là do 6 tháng đầu năm, dự án khu đô thị Dream City và khu đô thị Đại An bắt đầu triển khai nên phát sinh số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp một lần. Ngoài ra còn có số nộp đột biến của công ty cổ phần bất động sản Ecopark Nomura và công ty cổ phần Ánh Khoa. Để hoàn thành dự toán cả năm 2022, 6 tháng cuối năm, Cục Thuế tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế để hỗ trợ người nộp thuế, ưu tiên các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ bằng phương thức điện tử về cơ chế chính sách miễn giảm gia hạn về thuế, triển khai toàn diện đồng bộ các giải pháp về thu nợ. Hiện nay, cây nhãn đang trong giai đoạn phát triển quả, trà nhãn sớm đang trong giai đoạn chín. Trong những ngày qua, diễn biến thời tiết tạo điều kiện cho một số đối tượng sâu bệnh trên nhãn phát sinh và gây hại, đặc biệt là bệnh sương mai, thán thư. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh sương mai và thán thư hại nhãn gây ra, các địa phương và ngành chức năng chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sâu bệnh, đặc biệt là bệnh sương mai, thán thư hại nhãn, để hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng. Đối với trà nhãn chính vụ, nhãn muộn cần tiến hành phun phòng khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát sinh phát triển. Các vườn đã xuất hiện bệnh sương mai thán thư cần phun trừ bằng các thuốc có hiệu quả cao. Sử dụng thuốc phải theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với các vườn nhãn đang trong thời kỳ quả chín mà bệnh có xu hướng phát triển, chỉ sử dụng chế phẩm nano bạc, nano đồng nhằm phòng bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các vùng đã được cấp mã số vùng trồng, đề nghị các đơn vị và địa phương liên quan thực hiện tốt công tác giám sát mã số vùng trồng theo quy định, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, doanh nghiệp thu mua. Vụ thu hoạch nhãn chính vụ năm 2022 đang đến gần. Để có thị trường tiêu thụ ổn định, tránh tình trạng mất giá, thời điểm này chính quyền và nhân dân huyện Khói Châu đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp để tìm đầu ra tốt nhất cho quả nhãn. Gia đình ông Đỗ Thế Đỗ, xã Đông Kết hiện trồng 4 mẫu nhãn. Thời gian qua, ngoài việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong quá trình chăm sóc để tăng năng suất, chất lượng quả nhãn, ông Đỗ còn đầu tư gần 100 triệu đồng, xây dựng 2 lò sấy long nhãn và tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các trang mạng xã hội để tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhãn quả tươi và long nhãn. Được biết, vụ nhãn năm 2021, ông không chỉ tiêu thụ 35 tấn nhãn của gia đình, mà hai lò sấy của gia đình tiêu thụ trên 50 tấn nhãn quả tươi cho người dân trong xã. Gia đình tôi là dòng rất nhiều nhãn. Tôi rất chăn trở về cái giá cả thị trường, đặc biệt là nhãn tươi thì khó bảo quản. Gia đình tôi cũng chuyển đổi sang chế biến sấy long nhãn thì bảo quản được lâu, tránh tiểu thương ép giá.
tăng thu nhập thêm cho gia đình. Với mong muốn đưa sản phẩm nhãn vươn xa, sản phẩm thu hoạch đến đâu được tiêu thụ luôn đến đó. Đến nay, Hợp tác xã Nhãn Miền Thiết, xã Hàm Tử tiếp tục mở rộng và chăm sóc nhãn theo quy trình Việt Gáp với diện tích 80 ha. Nhiều năm nay, chất lượng nhãn của Hợp tác xã luôn đảm bảo và quen thuộc với nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh, ở nhiều siêu thị, nhà hàng, khách sạn lớn trong nước. Gia đình nhà tôi là trồng 2 mẫu trong chương trình Việt Gáp, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đấy, thì là mẫu mã nó đẹp, quả đồng đều, chất lượng nó ngon hơn. Chúng tôi được quảng bá sản phẩm đi các cái thị trường lớn, giới thiệu sản phẩm nông sản ở Hà Nội, ở dưới Hưng Yên, rồi là về cái chỗ Ecombank đấy, là chúng tôi đi bán đấy, thì nhãn ở ngoài thì ví dụ bán được 15.000 thì chúng tôi trong chương trình Việt Gáp chúng tôi cũng bán được 25.000. Để tiêu thụ nhãn được thuận lợi thì Hợp tác xã đã quán triệt bà con sản xuất theo đúng quy trình Việt Gáp và không sử dụng bất cứ một loại thuốc thì có độc hại cho con người, và xúc tiến trên các trang thương mại điện tử, mời gọi các doanh nghiệp và các chợ đầu mối về để thu mua nhãn cho bà con. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã ký được với công ty Fusa của Hải Dương được 100 tấn nhãn để tiêu thụ cho bà con. Vụ nhãn năm nay, Việt Hóa Châu ước thu khoảng 15.000 tấn quả. Ngoài việc tuyên truyền cho nhân dân áp dụng quy trình Việt Gáp vào sản xuất để bảo đảm nông sản sạch, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, chủ động liên kết với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị để tiêu thụ nhãn. Với sự nỗ lực của người dân cùng các giải pháp của các cấp các ngành chức năng, hy vọng rằng vụ nhãn năm nay bà con trồng nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu sẽ tiêu thụ nhãn thuận lợi và thu được hiệu quả kinh tế cao.